Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhịp cầu tri thức của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, Người Việt phẩm chất và thói hư tật xấu, một cuốn sách hấp dẫn. Cuốn sách tập hợp các bài viết của các nhà văn, nhà báo, trí thức, những người dân bình thường và cả các em học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường từ những câu chuyện thực tế sinh động của từng người. Những câu chuyện sâu lắng, thâm thúy, những nụ cười vui và cả những nỗi buồn hoặc cả sự xấu hổ bởi những tính cách ngộ nghĩnh của người Việt. Các tác giả không chỉ gọi ra thói hư tật xấu mà đã cụ thể hóa bằng những câu chuyện sinh động, những vụ việc tình huống nhân vật để chuyên mục hấp dẫn phát huy tác dụng với người đọc. Và trong chuyên mục Nhịp cầu tri thức tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả cuốn sách Người Việt, phẩm chất và thói hư tật xấu, cuốn sách của nhiều tác giả do nhà xuất bản Hồng Đức in ấn và phát hành. Người Việt, phẩm chất và thói hư tật xấu ra đời từ sự khích lệ của bạn đọc sau khi có bài Thói hư tật xấu của người Việt chỉ trong 300 trang có đủ. Nói về công trình nghiên cứu sưu tầm của nhà phê bình Vương Chí Nhàn xung quanh thói tật mà thực chất là trình độ sống, trình độ làm người của người Việt. Diễn đàn này ra đời, ngõ hầu cảnh tỉnh chung. Trước hết thoát khỏi, thói xấu lớn nhất của người Việt là rất sợ nói về thói xấu của mình. Các tác giả tham gia diễn đàn, dù là ai cũng đều mang lại cho người đọc những mẩu chuyện sâu sắc, thâm thúy, những nụ cười vui và cả những nỗi buồn hoặc sự xấu hổ bởi những tính cách ngộ nghĩnh của người Việt ta. Các tác giả không chỉ gọi ra thói tật mà đã cụ thể hóa bằng những câu chuyện sinh động, những vụ việc, tình huống, nhân vật để chuyên mục hấp dẫn phát huy tác dụng. Một du học sinh đang học tập tại Melbourne, Australia thường xuyên đọc diễn đàn Người Việt phẩm chất và thói hư tật xấu trên Tiền Phong Điện tử đã tâm sự. Khi ra nước ngoài mới thấy hết được những hạn chế của người Việt, từ những chuyện lớn như thiếu tính cộng đồng, thiếu người giỏi nhưng tập thể thì lại không mạnh. Học gạo mà ít chịu thực hành, không ai chịu ai, rụt rè, thiếu tự tin, cho đến những thói quen không tốt như nhai cơm không ngậm miệng. Dù là ai, khi đọc những câu chuyện này, chắc chắn bạn sẽ thấy những việc đã gặp khá nhiều trong đời sống hàng ngày và còn thấy cả mình ở trong đó. Đọc sách để ngẫm, để nhận ra và có những sửa đổi tích cực hơn từ những bài học bổ ích này, dù là những thay đổi nhỏ nhất cũng sẽ góp phần làm đẹp hơn hình ảnh đất nước con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Con người không ai hoàn hảo cả, có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, có điều đẹp nhưng cũng không tránh khỏi những hạn chế, những cái chưa hay. Người dân Việt Nam cũng vậy, bên cạnh những mặt tốt đã in thành bản sắc thì cũng tồn tại đồng thời mặt xấu trong tính cách và cách hành xử. Đời sống nông nghiệp gắn với cây lúa nước hàng nghìn năm đã khiến dân ta sống co cụm thành một cộng đồng làng xã, hình thành nên lối sống trọng tĩnh chứ không động, trọng tình hơn trọng lý. Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. Có tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái, nhưng bên cạnh đó cũng sinh ra nhiều thói xấu như hay dựa dẫm, ỷ lại. Nước trôi thì bèo trôi, nước nổi thì bèo nổi. Thói cạo bằng, đố kỵ. Xấu đều hơn tốt lỏi. Khôn độc không bằng ngốc đàn. Linh hoạt trong hành xử nhưng cũng dẫn đến bệnh ẩu, thói tùy tiện, làm không đến nơi đến chốn. Trọng danh dự nên sinh ra thói sĩ diện, bệnh hình thức. Trọng tình nghĩa nên gặp nhau là chén tạc, chén thù. Một số tập quán thói quen của ta khi ở nhà, ta thấy bình thường nhưng ở hoàn cảnh khác mới thấy không đẹp, thậm chí rất xấu như thói quen hay làm ồn nơi công cộng, nói to chỗ đông người, kỷ luật kém, lãng phí trong sinh hoạt. Tất cả đều được đề cập trong cuốn sách này. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm ra đời, diễn đàn Người Việt phẩm chất và thói hư tật xấu đã hé lộ nhiều ẩn số để trả lời câu hỏi của cả dân tộc và giới trẻ. Vì sao bước sang thiên niên kỷ mới chúng ta vẫn còn nghèo? Và khi đọc những câu chuyện trong tập sách này, chắc chắn bạn sẽ thấy có những câu chuyện bạn đã gặp trong đời thường, thấy mình ở trong đó hoặc học được ở đó những bài học bổ ích để tránh không dẫm phải vết xe đổ như họ. Sách hiện đang có tại Thư viện tỉnh Hà Giang. Xin trân trọng giới thiệu sách mang ký hiệu môn loại 304.09597. Mời quý vị và các bạn đến tìm đọc. Chuyên mục Nhịp cầu tri thức tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.